Đây là sản phẩm mình nhận được nha các bạn. Phiên bản mình mua có model là B7 Pro ha. Ngoài vỏ hộp thì mình không thấy ghi thông tin model gì hết. Shop quảng cáo là có thể sáng được từ 6 tới 10 giờ, thời gian tích điện ha. Tuổi thọ của bóng LED này, của chip LED là lên tới 100.000 giờ. Chống nước luôn nha các bạn. Giá thành mình mua là 79.000. Bên trong sẽ có một dây cáp sạc micro ha. Đây là đèn đây. Cầm khá nhẹ tay nha các bạn. Ở đây có cái tay cầm kiểu vậy. Kiểu dáng thì nhìn thấy cũng đẹp ha. Nhựa thì cũng chắc chắn. Chất liệu nhựa đây. Ở đây sẽ có đây. Jack sạc micro nha các bạn. Có miếng cao su che lại chống nước nè. Đèn báo pin, nút nguồn. Sáng nhất. Sáng dừa. Nhấp nháy. Sáng bên hông ha. Đèn có 4 chế độ. Rồi mình đo thử kích thước nha các bạn. Chiều dài là khoảng 15 ha. Chiều ngang tính từ cây cầm xuống luôn là khoảng 10 nha các bạn. Này shop quảng cáo có thể chống nước ha. Mình thấy ở đây là có giòn cao su chống nước nè. Làm thì kiểu cũng cứng nha. Xung quanh cũng thấy khá cứng. Rồi để mình tháo ra xem bên trong nha các bạn. Bên trong khá là đơn giản ha. Chỉ có một viên pin đây, chip LED cái mặt. Viên pin này thì cầm nhẹ lắm nha các bạn. Không có thông số thương hiệu gì hết. Ở đây sẽ còn để được một viên nữa ha. Các bạn có thể đổ thêm nha các bạn. Có chỗ sẵn luôn ha. Đây. Đó, mình có thể đổ thêm một viên ở đây, nó hai viên dung lượng cao thì có thể xài tăng được thời gian nha các bạn. Chip LED. Mặt sau của chip LED nha, bằng nhôm tản nhiệt ha. Đây, mặt khá là đơn giản. Chỉ vậy thôi nha các bạn. Chip LED đây, 4 chip LED. Này nó có để cái mã cái đây, TH3333. Rồi, nó chỉ như vậy thôi. Rồi mình sẽ thử test thử dung lượng của viên pin nha các bạn. Rồi, mình sẽ dùng bộ test ly 500 ha. Nên để chế độ test no test luôn. Dòng test 500 mAh. Rồi, mình coi xung quanh. Thiết kế kiểu này cũng có thể chống được nước mưa nha các bạn. Ở đây xung quanh thì không có giòn cao su nhưng mà cái khớp nó gài lại lên vậy. Này nước mưa thì có thể chống được nha các bạn, như không có thể nào ngâm nước nha. Bạn ngâm nước là vô liền ha. Chỉ chống được nước mưa, nước sơ sơ thôi. Nó đậy hai bên cái khớp lại ha, theo cái lường đây. Cũng chống được nước mưa ha.